Bếp nó ở bên trên chứ anh, ai đi lấy cái nhà tắm lên bên trên mặt đường. Nhiều nhiều vấn Chồng đề đấy. mua đồ xong là thức ăn cho anh em. Anh em chắc để phải Ok, về ăn. bắt tay cái chốt đây này. Đây. Để vào góc này nhỉ. Cháu Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể cô bác anh chị và quý khán giả tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì cháu Tuyên đi đo nền nhà cho em Khánh và chuẩn bị tiến hành xây dựng nhà cửa cho bà Khánh. Các bác cũng góp ý, cũng nói về cháu Tuyên khá là nhiều, nhưng mà bản thân cháu là người trực tiếp làm, là người trực tiếp tiến hành, thì những cái gì cần thiết, những cái gì cần chuẩn bị để làm một cái nhà thì như các bác, các cô, các chú ở dưới xuôi có lẽ là cũng cũng biết là nó cần phải chuẩn bị những cái gì, và tất cả những cái dụng cụ hay là tất cả những cái sự chuẩn bị thì nó vất vả như thế nào rồi. Bản thân các anh em đi làm chương trình từ thiện thì cũng như bao nhà khác thôi, mình sẽ phải tìm ngày đẹp, tìm giờ đẹp, rồi là tìm chuẩn bị cho tất cả những cái gì liên quan đến vấn đề xây dựng. Cho nên là nó sẽ bị chậm lại một vài ngày. Tuy nhiên thì nó sẽ làm cho khán giả, cô chú anh chị là nghĩ anh em là chậm chạp hay là lan man. Tuy nhiên thì cái gì thì cái các bác ạ, cần phải có một cái quá trình để mà mình chuẩn bị nó thật tốt. Như nhà bé Khánh cũng vậy thôi. Quá trình chuẩn bị và thủ tục giấy tờ, anh em thợ và vật liệu xây dựng thì mình cũng phải sắp xếp, cũng như là chủ yếu là cái vấn đề là cái tiền công thợ anh em làm này, mình phải cân đối xem là cái tài chính của mình nó có thật sự phù hợp hay là không, hay là lại vượt quá tầm khả năng của mình thì mình sẽ phải cân đối, cân nhắc lại. Còn nếu như mà nằm trong cái khả năng của mình thì mình sẽ cố gắng làm sao để cho anh em thợ làm nó thuận lợi nhất. Ai cũng vậy thôi, đi làm thì người ta cũng muốn có công, anh em mình cũng vậy. Đi làm thì bản thân cháu Tuyên thì cũng muốn là anh em thợ người ta làm cũng dư ra một ít công để anh em người ta còn chi tiêu sinh hoạt nữa, và chi trả công nhân anh em thợ nữa. Xuống dưới. Chào con này, đẹp thế. Xuống đây thì bây giờ anh em mình sẽ phải chuẩn bị giấy tờ phác thảo cơ bản cái nhà của bé Khánh. Vì anh em làm quen rồi nhưng mà vẫn phải làm qua, vì nhà nào ra nhà đấy. Chó thả hay nhốt đi? Chó thả hay nhốt đi? Nó cắn người không đấy? Nuôi mấy chục con trâu đây? Hai con à? Thế là được rồi. Nuôi bây giờ nuôi trâu lấy phân thôi. Không không băm à? Chơi như thế này luôn à? Như này liệu nó có ăn không? Sạch sẽ luôn. Ăn sạch sẽ thôi. Anh tưởng là phải cho vào cái máy băm cỏ xong là băm từng khúc một chứ. Không lấy cỏ được. Làm không kịp ra rồi. Đám cưới nhiều quá. Mấy năm Covid nên là anh em người ta không tổ chức đám cưới được. Vấn đề là ủ trong mấy năm rồi, từ 2019 đến giờ rồi. Không cho tụ tập, không cho tổ chức cưới xin, cưới hỏi, nên là ủ đến bây giờ thì mọi người là chờ từ 2019 đến bây giờ, bắt đầu mới năm nay mới được tổ chức. Nên là rất nhiều nhà, rất nhiều vợ chồng là năm nay mới tổ chức đám cưới.
Hai nhà cơ. À, ông trước ở đây à? À. Bên này ở bên này khóa cửa nhưng mà vẫn vào được đúng không? Ồ, thông nhau à? Không, nhà này bây giờ em làm nhà bếp. À. Nhưng mà trước là sinh sống ở nhà bên này à? Trước em ở bên này. À. Chuối. Nhà rộng nhỉ, thoáng. Ở trong xóm, trong làng mà có cái nhà như thế này thì quá là thoáng mát rồi. Hai vợ chồng mà ở nhà to đấy sao ở hết được? Thế là khu vực này là toàn anh em nhà Hiệp hết này nhỉ? Đây là em anh trai thứ hai của em Hiệp. Nấy anh em mình đi qua chỗ cái đoạn rẽ xuống đây này các bác này. Ngay cái chỗ bắt đầu xuống dốc đây này là nhà anh trai cả. Đấy, còn em Hiệp thì lại chết trên cao nhất. Nhà này hình như là vừa làm thôi. Vừa làm xong được cách đây mấy tháng thôi. Nhưng mà nhà cao, rộng. Ở trong xóm, trong bản mà làm được như thế này thì nhà quá rộng các bác ạ. Quá là thoáng. Bố Duyệt là năm nay được ba mấy, 30 chưa? Em năm nay 30. À, năm nay mới vào 30 à? Thế 30 tuổi mà làm được nhà rồi là tuyệt vời rồi. Anh năm nay vào 33 tuổi rồi. Nhà chưa làm được. Chưa có nhà cửa gì cả, toàn đi lo cho các em thôi. À, nhà nước hỗ trợ à? À, 40 triệu. Nhưng mà 40 triệu mà làm được cái nhà to thế này á? À đấy, 40 triệu mà được cái nhà thế này thì tuyệt vời quá. 140 triệu còn chưa tính tiền mình tự xây nhé các bác nhé. Cái đây là tự xây nhé, không phải là thuê nhé. Đây là bản thân anh này, anh là thợ xây rồi. Thì là... Em làm hết là 10... 10... nhà bạn ta làm hết 12 ngày xong. Cả móng lên đấy. Ừ, đây, kèm cái mic này. Kèm vào đây này. Mở nó ra, đẩy cái này này. Đấy em rồi. Vợ con là đi học hết à? Bố Duyệt là mấy đứa rồi? Em hai đứa rồi. Hai đứa. Thế thôi nhỉ. Trong xóm này hai thế đứa thôi. Rồi. Hai đứa bây giờ chắc ở trên nhà bà xem phim á. Ừ. Điện thế về đến đây chưa? Về đến nhưng mà họ chưa nối cho đâu. Chưa nối rồi gì? Chưa. Căn nhà này hết 140 triệu là vật liệu thôi đúng không? Xây là mình khắc xây rồi. Xây em khắc xây mà. Đấy. Nếu mà công xây nữa thì nó cũng nhiều đấy. Xây nữa không. Lại thuê hết thì không được đâu. 140 triệu một cái nhà trong bản, trong xóm. Nếu mà các bác ở dưới kia, ở dưới vùng xuôi ấy, thì các bác làm được một cái nhà ống rất đẹp rồi. Đầy đủ nội thất rồi. Như trên vùng cao thì vấn đề vận chuyển vật liệu nó nhiều khâu, nhiều giai đoạn nữa. Thành ra là cái chi phí làm nhà nó rất là tốn kém. Đấy. Hơn nữa là ở trên vùng cao ấy, cái nguyên vật liệu mình làm như dưới kia thì nó rất là khó. Nhưng mà cái đặc biệt hơn nữa là thợ tiến hành làm nó chỉ là cơ bản thôi. Nó không phải là thợ cao tay như các bác ở dưới kia. Như các bác ở dưới kia thì phần lớn là thợ rất là cao thủ. Đấy. Còn lại thì thợ trên này thì gọi là thợ như kiểu học lẫn nhau thôi. Chứ không phải là đi học chuyên nghiệp về. Đấy. Như các bác ở dưới kia thì phần lớn là tuyển những anh em thợ xây là chuyên nghiệp này. Và làm nó phải
khoa học này. Trên này thì mình cứ học thêm một tip để dưới kia làm cơ bản, đơn giản thôi. Nhà thì như thế rồi. Tí nữa anh em mình lấy một cái tờ giấy, anh em mình phác thảo một tí cái sơ đồ có qua một tí để xem là làm như thế nó có phù hợp không. Làm nó đơn giản thôi, làm như bao nhà khác thì chắc là em cũng biết rồi, cơ bản là thông qua một tí anh em mình dễ làm việc. Lúc là chỗ nào phát sinh, chỗ nào thế này thế kia thì mình cần hỏi ý kiến của nhau, đỡ mất thời gian. Nước em ơi. Đập đi đập lại. Đánh nước. Đập đi xây lại, nó mất thời gian anh em mình. Làm mất công, mất tiền. Xây đi lại đập ra. Thì vấn đề là như thế. Anh em khó nói. Đấy. Nước đi. Đây có tivi này. Sao không bật lên cho trẻ con xem mà lại đi ông bà. Điều khiển hỏng rồi. À, điều khiển nào ạ? Ra chợ mua. Không vừa, em đặt về cũng không vừa. Không vừa? Không có, hôm nọ đưa chú Hiệp đi mà chả biết bây giờ chú Hiệp lấy đi vứt đâu rồi. Cái này anh thấy điều khiển nào cũng vừa mà, nhưng mà phải vừa, về phải reset lại. Nó chỉ có một nút thôi, nó không vừa là không vừa ấy. Hôm nọ đặt về, mua về 2-3 cái vứt ở ngoài nhà bếp này. Có vừa đâu. Không điều khiển được à? Dùng chuột nó cũng không vừa. Thế... chuột nó lại không ăn. Có tivi để cho trẻ con xem lại không xem được. Như mọi nhà thì cũng làm như thế thôi nhỉ. Cho anh mượn cái tờ giấy với cái bút. Có. Cái này là bắt buộc anh em phải làm hợp đồng với các bác này. Hợp đồng đàng hoàng này, sau đó là mình bàn giao nhà cửa vào cái khoảng thời điểm nào. Đấy, anh em rõ ràng xem là ứng tiền như thế nào. Khoản tiền làm thì có bao nhiêu cho nó hợp lý. Về thì cháu Tuyên sẽ soạn một cái hợp đồng để về cho em mới ký. Cửa này chắc vẫn Duy Liễu làm nhỉ? Nhìn cũng quen quen. Cho anh Duy Liễu làm mà. Mình ngờ là phác thảo qua một tí thôi. Vì cái diện tích đất của mình thì nó cơ bản là như thế rồi các bác ạ. Ui, buốt chân thật đấy. Lấy cái này kệ. Cái này thì em biết vé không? Anh vé trước đi thì em nhìn nó anh biết. đây, cái giấy này. Trên bàn nó bán nó sạch. Đi gấp rồi. Bây giờ là cái diện tích đất của mình là chiều ngang, đây là đường nhá. Đây gọi là đường đi. Thì cái chiều ngang của cái đất của mình là nó sẽ nằm ở vị trí như thế này. Về đây thì là cách mặt đường này là như vừa nãy anh em mình đo là 2,5 mét đúng không? Thế là 2,5 mét này. Còn từ 2,5 mét này về đây là mình sẽ 1 mét nữa. 1 mét này. Đấy. Từ 1 mét này kéo ra đây là nó sẽ là 7 mét. À đâu, 6 mét chứ nhỉ? 6 mét. Đấy. Còn cái chiều ngang này thì mình sẽ lấy vuông và lấy hết đất đến đầu bên này. Thì kè ban đầu là mình sẽ phải kè một cái đường thẳng như thế này mà đúng không? Kè lúc nào mình làm đường móng luôn đấy. Đường móng thì nó sẽ đến đất mình cứ gọi là tạm thời là gọi là đến đây đi. Thì cái đoạn này vẫn thế nhá. Nó vẫn là trừ 2,5 mét này. Thì mình lấy cái cọc này làm chuẩn rồi thì mình cứ thế thôi. Cọc này với cọc này thôi. Làm chuẩn rồi thì là cứ như thế thôi. Cứ theo cái này thôi. Là 6 mét này. Đấy. Cái nhà thì bây giờ anh em mình sẽ tính như thế này. Cái gian thụt thì nó là 5 mét.
Gian thụt sẽ là 5 mét đường móng ấy, để mình cân đối mình làm đường móng. Đến đây thì cứ cho là khoảng 10, hôm nọ anh đo là 12 mét này, 12,5 mét. Đấy, thì cái nhà thì mình chỉ làm đến 10 mét thì nó đến đây chẳng hạn này. Đây sẽ dư khoảng, đây là gọi là 10 còn tổng. Cái gì phần dư này làm chuồng trại? Cái này thì sau đi, tính sau. Đấy. Làm cái gì thì kệ. Tổng cái chỗ này là 10 mét này. 10 mét này. Cái chỗ này dư thì kệ. Có bao nhiêu thì nó là dư ở khu góc bên này, không cần phải tính. 10 mét này thì anh em mình sẽ tính như sau. Thứ nhất là mình sẽ tính gian thò, gian thụt 2,5 mét. Cái này là 1 mét. Thì cái nhà nó sẽ ăn vào hết 1 mét này. 1 mét này đến đây. Là cái phòng buồng ngủ là sẽ rơi vào khoảng 2 mét rưỡi đến 3 mét đúng không? 2 mét rưỡi. Ừ. Thì bữa đây là buồng ngủ thì sẽ chia đôi. Chia đôi buồng ngủ đây. Đây là buồng 1 này. Đây là buồng 2 này. Đấy. Còn cái buồng này thì mình sẽ cách ra 1 mét để làm cái hiên nhà. Thụt. Nó sẽ là gian thụt. Gian thụt thì nó nằm ở đây. Thì gian thụt thì bao gồm là phòng khách này. Đúng không? Phòng khách này. Còn cái này là bếp này. Bếp thì nó sẽ có nhà vệ sinh. Bếp nhà vệ sinh bếp phải căn ra cho nó như này luôn, mái nó lập một phát nhìn ra không cái mái nó... lập thì dĩ nhiên là sẽ phải lập ra bằng nhau hết. Vấn đề là thiết kế ở trong này nó sẽ khác, vừa thẩm mỹ vừa bắt kèo ra mái bắt kèo à. Cái chỗ này là bắt kèo sắt à. Cái này thì nó sẽ có phòng phòng tắm luôn, phòng vệ sinh tắm này, nhà vệ sinh này chung luôn à, chung luôn à. Phòng tắm với nhà vệ sinh là chung mà à. Thì nhà vệ sinh thì mình sẽ đặt là ở góc này à. Nếu tiện ở đây thì là bếp này, đấy bàn bếp nữa, bếp bàn bếp thì cái đấy thì là trong bếp thì nó phải có rồi à. Đấy nó là cơ bản nó là như thế. Đây là gian thò, có làm cửa không, gian thụt vẫn cửa bếp vẫn có, bên này vẫn có một cái cửa ba chứ, có chứ mặt bếp thì nó vẫn như có. Thế thôi, cửa đây, cửa chính ở bếp này, cửa nhà chính thì nó sẽ đặt ở vị trí trung tâm rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nó sẽ là ở phòng khách rồi. Còn ở phòng khách nó phải có một cái cửa thông sang nhà bếp nữa. Nó nằm ở khu vực này. Nhá, sát ở đây. Thì em không cần phải xây thêm ở chỗ này làm gì cả. Cứ tường này nó thẳng luôn. Cửa bếp. Cửa bếp thì nó sẽ nối từ đây về đây. Cửa bếp sẽ ở đây. Cửa nhà tắm. Cửa bếp. Cửa nhà tắm thì nó ở đây. Hoặc là ở góc này. Nhưng mà anh thấy ở đây là nhà cái bệt nó bàn... ở đấy rồi, không nên. Không, đây là đặt bàn bếp nữa, đúng không? Đúng rồi. Bàn bếp nó ở đây nữa thì không hợp lý, đây ở cửa bếp nhá. Bên này đấy. Đấy. Nó là như thế. Hai cửa buồng, hai cửa sổ. Hai cửa sổ thì cái này là ô thoáng thôi. Ô thoáng. Đây là nó làm hai cái ô, em làm hai cái ô thoáng đứng. Nên em xây một viên gạch ở giữa. Bếp nó ở bên trên chứ anh, ai đi lấy cái nhà tắm lên bên trên mặt đường? Không, đường ở đây mà em. À đúng rồi. À, em nhìn từ bên kia sang, anh lại nhìn bên này đi. Đúng không? Đấy, thì cái này là không có cửa sổ. Nó chỉ có ô thoáng, hai ô thoáng ở đây. Ô nhỏ đây nhá. Ô nhỏ là rộng 20, cao 30 hoặc 40 cao theo viên gạch ấy. Cao viên gạch đứng. Nó ô nhỏ nhỏ nhưng mà... nó lấy cái ô thoáng để thoát cái mùi ra ngoài. Đấy, và lấy ánh sáng vào trong. Ở bếp thì cái này là có một cửa sổ nằm ngang này. Cửa sổ nằm ngang thì nhà nào cũng có. Thì cái cửa sổ này mục đích là để nó thoát cái khí lúc khói thức ăn nấu ăn đấy. Còn nhà này thì chắc là không làm cái lò đâu à. Không làm lò nữa. Có bếp rồi. Bếp thì cho nó nằm ở khu vực dưới này này. Sau này đun nấu ở dưới này. Thích đun nấu cái gì thì cám này cám kia luôn đây. Nhà này là thiết kế nhà theo mẫu của thế hệ mới. Nên là mình không cần phải lấy cái làm lò trong nhà nữa. Bởi vì thực tế thì làm cái lò đâu có ai đun đâu. Nó phí công. Mấy nhà có ai dùng đâu. Vẫn lại nó bé xấu, quá. Nó xấu cái nhà. Bởi vì cái lò thì mình bắt buộc phải nằm ở trước. Nếu như nhà này đúng không? Đúng lò thì em không thể làm ở đây. Trước thì mặt đường rồi không đấy. Rồi.
ai lại thò cái đò thò cái lò ra đây thì nhìn nó lại chói mắt quá, bởi vì mặt tiền mà. Mặt tiền ra đường ai làm cái lò đây thì nó xấu. Đất mặt đường. Đấy, còn cái chỗ này thì mái thì sau này bọn anh lập thì bọn anh sẽ lập, nó đua ra khoảng 30 phân thì nó sẽ hết về đây. Thì cái này nó là phần hiên. Cái kia bán kèo cho ai á? Cái này thì anh khắc lo, cái này thì thợ sắt người ta khắc lo. Em chỉ lo cho anh xây như thế này thôi, lo xây như thế này. Và cái phần móng này thì em chỉ xây bằng thôi. Xây bằng tức nghĩa là em xây đến khi nào mà em cảm giác được hết cái đất này nó bằng cái nền này là ok. Còn cái chỗ này thì cái móng này ấy, móng là bắt buộc là phải cao bằng đường. Đấy, móng cao bằng đường. Xong mình đổ dầm 30 phân nữa. Đấy, đổ dầm 30 phân. Thì nó sẽ cao hơn đường, à đổ dầm, đúng rồi, đổ dầm 30. Cao hơn 30 thì nó sẽ cao hơn đường 30 phân. Giờ ván này ít ô, mất nhiều ván lắm ấy. Cốt pha mất nhiều lắm. Không được thì dùng ván ép thôi. Ván ép thì lấy về mình xẻ một lần nhưng mà mình vứt không. Chấp nhận thôi, nhà nào cũng chấp nhận là vứt đi thôi. Cái vật liệu thì bây giờ cần cái gì trước? Xi đúng không? Xi măng. Bây giờ trước khi tính vật liệu thì anh em mình sẽ tính vấn đề giá cả của cả cái nhà này. Tức là em sẽ xây hòa hoàn thiện cho anh cả phần móng cho đến cả căn nhà. Thì trừ cái mái ra thôi, mái cửa trừ ra thì làm riêng, còn lại thì hoàn thiện hết, vẫn ốp lát, vẫn chát chít sạch sẽ. Sơn thì bọn anh khác lo, nếu kinh phí dư thì bọn anh mới tính đến. Không thì sẽ là hoàn thiện cái khung nhà như thế trước. Đấy, bây giờ em thử tính xem là cái bình thường một cái nhà mà làm có móng sắn thì là nó sẽ rơi vào 26 triệu đúng không? Là 26 triệu. Còn bây giờ là mình sẽ phải thêm một cái móng. Thì vấn đề là cộng thêm cái móng là bao nhiêu tiền? Tiền công ấy. Còn vật liệu là anh sẽ chuẩn bị cho. Quan trọng cái móng nó sâu quá, đằng sau đằng trước thì nó nếu mà em không tính khoán được thì em tính mét vuông thì em sẽ không bị thiệt. Tính khối thôi. Đấy, tính khối mà không phải tính mét vuông. Khối thì mét vuông thì cũng như nhau, nó cũng bằng nhau mà. Tính khối lấy trên xe đổ xuống. Tính khối trên xe. Tính khối hoặc là tính khoán, đấy là tùy em thôi. Làm sao để cho nó phù hợp. Nhà này phải hết 50 khối không? Đến này. Đá. Đá. Chưa biết được. Kéo chưa rồi. Làm thì anh kéo. Anh cũng không ước lượng được bởi vì cái chỗ đấy nó không có bằng nhau. Kéo hơn ấy. Ở đầu bên này thì nó lại nhiều hơn, nhưng đầu bên kia nó lại ít hơn. Những nhà xây sủa chú Hiệp đi làm kia là hết bao nhiêu nhỉ? Cái nhà đấy còn đang có cao có 2 mét thôi. Ừ. Là hết 40 mấy khối sao ấy. À. Đấy là đợt nhà chú Hiệp làm nhà xây suối kia là tính theo mét hay là tính theo khối? Bán cho họ 14 triệu hay sao, bọn này lố không kêu ầm đây. À. 14 triệu nguyên cái móng cao đã 2 mét thôi. Ừ. Họ làm móng xong em đi làm mà. À. Họ làm móng xong thì mình đi làm nhà móng sau. Móng kia 14 triệu hay sao hay là bao nhiêu nhỉ? Ừ. Còn làm lỗ xong là các bác nó còn gửi tiền về cho cả gạo nữa. Cái này thì thế này nhé các bác nhé. Bởi vì làm thì anh em cũng chỉ ước lượng thôi. Mình để tính chuẩn thì cũng khó vì anh em mình 5-60 khối là nhiều những móng này. Anh em mình cũng chưa đi làm bao giờ. Chưa đi làm những cái nhà nó thật sự là nó không có trùng khớp với nhau đâu. Có thể là anh em đã làm rồi nhưng mà nó không có giống nhau. Nó khác nhau hoàn toàn nên là có thể là nó sẽ phát sinh. Nó thêm hoặc bớt đi. Đấy. Móng xây nhanh xây không được à? Còn nó có phải xây như xây gạch đâu. Xây đá. Xây đá muốn nhanh cũng không được. Kiểu nó không hút, đá không hút. Thứ nhất là bây giờ em cân đối này, cái tiền công này và tiền ăn uống của anh em nữa. Mình làm thì cũng mình tự nuôi nữa thì mình cũng trả được bao nhiêu, cái phần móng mình không lấy được mà. Thế là thống nhất là móng là tính theo khối à? Hay là tính theo khoán? Khoán thì là bao nhiêu? Bây giờ là sẽ chốt một câu để các bác xem video, các bác góp ý. Những cái móng này khoán không phải tầm 15-16 triệu.
Thì bây giờ em cứ, nhiều thì em không dám lấy đâu, em không lấy bằng này, còn để em tiền ăn thì anh em nữa. Thế là bây giờ tổng cả cái tổng cả nhà, cái căn nhà là bình thường là 26 triệu này. 26. Cộng với là tính móng là bao nhiêu? Móng này thì cứ 15 16 triệu đi. Cộng 16 đi. 16 triệu. Đúng không? Tổng là 26 12. À 66 66 12 này là 3 42 triệu. 42 triệu. 42 triệu là hoàn thiện đúng không? Là hoàn thiện đấy. Ừ. Thế thì là anh là hoàn thiện xong là anh nhận nhà thôi. Ừ. Thế là chốt là 42 triệu đúng không? Ờ đấy. Ok. Thế này thì nhiều thì em cũng không dám lấy bởi vì anh em đi làm từ thiện mà. Rồi. Thế thì bây giờ anh chỉ cung cấp vật liệu cho chú thôi. À, đấy. Là tất cả mọi thứ là chú tự lo nhá. Ok. Dụng cụ, đồ đạc em đủ. Đồ đạc là em tự lo, còn anh chỉ cung cấp vật liệu là xi, cát. Nước em tự lo bởi vì nước nguồn em nguồn nhà okay, em. Ok, thế nước lo được cho anh thì tốt quá. Thế thì mà anh lo cái phần ống dẫn cho okay, em. Ok ok. Cái đấy thì anh lo cho. Với phần cái ống nữa. Cái téc. Ừ đấy đấy. Anh sẽ mua luôn cái téc khoảng 2 khối. Là mai nó cũng dùng mà đúng không? Ừ, đằng nào thì mai cũng phải dùng. À, quên nhé, cái nhà này thì ở cái phần trên nhà tắm này đổ nhé. Để đổ cái téc. Đổ xong để cái téc nhé. Đổ tầm đủ cái téc thôi mà. Nó không đáng bao nhiêu đâu. Phát sinh đổ thêm thì đổ thì phải đổ phải đổ hết rồi. Không nếu mà đổ không. một nửa thì nó lại không không đổ cái phần nhà tắm em đúng rồi. Đổ hết. Đổ hết cả phòng nhà tắm luôn. Như nhà em xính què anh làm ấy. Đổ hết luôn, nếu mà phát sinh mà ví dụ anh em bỏ công nhiều quá thì anh sẽ bổ sung thêm cái tiền công vào cho anh em. Cái này thì trước giờ là anh làm vẫn thế. Bổ sung đấy nó sẽ rơi khoảng độ tùy. Ví dụ anh em làm ghép sắt và mua ván nhiều ấy thì sẽ bổ sung cho em anh em thêm tiền đấy. Và tiền công anh em làm, ví dụ hai người làm khoảng 2 ngày chẳng hạn thì mình sẽ bổ sung thêm cái tiền công của hai người đấy. Đấy, là như thế. Anh em làm đâu tính đấy thôi. Nó có thể phát sinh thêm một số thứ là anh em mình bổ sung thêm bởi vì cái này thì nó không nằm trong cái khuôn mẫu sẵn em làm với em Hiệp. Thường thường là làm với Hiệp thì là không có đổ cái này. Ít khi đổ cái này. Mà có đổ đi chăng nữa thì vẫn có vẫn mà, thêm. Nhà xây xuống có mà. Có. À, thế cũng được. Đấy, cần bổ sung thì anh sẽ bổ sung thêm. Vì cái này nó cũng phát sinh thêm vật liệu các thứ nữa. Đây là chốt là 42 triệu là... Xem cái nhà có cái cửa. Cửa chính, cửa sổ nhá. Buồng là có cửa sổ hết nhá. Vẫn làm như bình thường như các nhà em làm thôi. Có mở cái cửa sổ bên có chứ, có một cái cửa sổ chứ, cái buồng là có rồi nhưng mà có cái cửa chính xong là đúng rồi, có mở chính thêm có. mở thêm cái cửa sổ như đúng nhà rồi, em đúng rồi mở một cái cửa sổ để ra vào cái lối đi vào trong bếp ấy, nhưng mà nó lại liên quan đến cái cửa nhà bếp nó ở gần quá rồi. Không, em hiểu. Vấn đề là mình phác thảo như thế này thôi, thực ra cái cửa nó cũng không rộng đến như anh em mình vẽ đây đâu. Đúng rồi. Cửa nó vừa phải thôi mà, ở đây nó có một cái cửa để cấp ánh sáng cho mình đi ra vào cái để phần mình bếp ngồi này. Như này. Mình ngồi như này đấy. Nó mới đấy, ngồi nó uống mới sáng. Nước nó sáng vào ấy. Ban ngày mà ở trong nhà cứ trong tù thì không được đâu. Nó không phải sáng. Ở cái phòng này thì là phòng thờ nên là anh em mình không làm cửa sổ được. Đúng rồi. Thì còn phòng ngủ thì nó sẽ nằm ở đây mỗi cửa sổ. Ở bên này. Một cái hoặc là bên này. Anh nghĩ là nằm ở bên này hợp lý hơn. Đúng. Mở ra đằng sau mới nhìn thấy nạp bà chứ. Đấy á. Anh lại mở về bên nhà chú Hiệp thì nhìn thấy cái gì nữa đâu. Đâu. Cái này là nhìn sang đường bên kia chứ em. Cái này là cửa sổ. Cái này sang đường. Cái này là nhìn xuống dưới. Rồi, xuống dưới hùm. Đấy. Lấy sang đi. Bên thôn họ ấy. Ừ, đó. Nhìn nó. Ở đây là đẹp này. Đấy. View đẹp này. Còn bên này thì có một cái phần đất dư ở bên đấy. Nhà hai mặt tiền ấy. Hai mặt tiền. Gọi là em mặt tiền thôi nhưng mà không phải đâu. Mua được miếng đất đẹp nhỉ. Đất này cũng gọi là đẹp rồi. So với cái bốn cửa buồng thì nó nằm luôn ở góc này nhá. Góc chữ A này nhá. Đây một cửa, đây một cửa nhá. Cửa buồng làm nó sẽ cao 2 mét. Như ở đây là cao bao nhiêu? 2 mét à? 2 mét. Ừ. Đi lại thoải mái, nó không vướng đầu. Cái nhà này của em là bao nhiêu mét vuông? Nhà em 70 mét đấy. Wow, cao rộng thế cả. Thì cũng gần như nhau thôi, chẳng qua nhà này thì mình ngăn hết thì nó thành ra nó không rộng mấy. Vì là tất cả các thứ là mình sinh hoạt ở trong nhà hết. Đấy, là ok là như thế này đấy.
thì anh sẽ soạn một cái hợp đồng nhá, làm một cái hợp đồng để anh em mình anh em mình làm. Không, cái hợp đồng này anh về anh làm cơ. Anh làm xong là lên em đọc qua tí xong em ký vào. Thì ứng tiền như thế nào ấy, ứng tiền như thế nào để chốt. Chốt xong là tiến hành thôi. Ok. Chiều nếu mà chưa làm được thì... Ê, sáng mai đi. Ừ. Chiều bây giờ em, nhà anh còn đang cúng. À, 42 triệu là hoàn thiện cho các bác nhá. Bởi vì cái này thì móng nó hơi cao nên là giá tiền móng nó sẽ cao hơn. Móng cao hơn những nhà khác. Rơi vào 3 mét ấy, nếu mà đánh thẳng bằng mặt đường qua. Cả đào nữa là 3 mét đấy. 3 mét đấy, tầm đấy. Vật liệu thì bây giờ là cần cái gì trước nào? Xi măng. Xi măng này. Xi măng 3 tấn này. Lấy 3 tấn trước à? Xong đá hộp thôi. Bây giờ anh cứ lấy đủ một chuyến xe. Xi măng á? Ừ. Ấy, lấy về nhiều quá, sợ quá Tết nó chết á. Chết không? Chết đấy, để lâu này xi măng chết đấy. Bây giờ cái móng này rơi khoảng mấy tấn? 3 tấn. 3 tấn. Bột. Bột 2 xe. 2 xe. Khoảng mỗi xe 6 khối à? Lên đây 6 khối 7. Xe này vào được đây 4 khối thôi. Đường này không cho vào nhiều đâu. Không cho xe to vào. Không cho xe to vào nữa. Ờ. Hỏng đường. Thế này là một chuyến rồi. Vào được xe 4 khối thôi. 4 khối, 2 xe... 8 khối. 8 khối. Là đủ chắc trong móng. Đá. Đá thì cứ 5 đến 60 khối. Bằng đấy đó, không bao giờ rơi đó. Thế là bây giờ là có chuẩn bị là đá này, xi, bột thôi đúng không? Ba thứ thôi. Ừ. Còn lại thì xem nào. Đá, bột. Thế thì chiều anh gọi xe luôn nhá. Gọi xe luôn nhá. Ok, để sáng mai em đào xong là em xay móng luôn đấy. Ừ. Okay. Tích tắc mấy hôm nữa xong là đến tầm 20 này anh em nó nghỉ ăn Tết hết rồi. Ừ, 20 âm là anh em nghỉ bắt đầu chuẩn bị Tết rồi. Lúc đấy là anh em cũng thịt lợn có thấy lợn nhiều Tết quá đấy. Thành ra là cứ nhà này liên tục xuống đến nhà kia. Ở trên này thì có cái phong trào gọi là ăn ăn Tết và mổ lợn Tết. Nên là các bác các cô các chú mà hay để ý nhá, vùng cao thì bây giờ người ta vẫn sống ăn, tình cảm lắm. Ăn một tháng mà ở trên Phung Lũng này. Ừ. Đường thường ăn cách đi một tháng rồi. Thường là họ ăn Tết lâu rồi. Nhưng mà vẫn phải đi làm ăn Tết vẫn là. Tổng số tiền là 42 triệu thì anh em cần ứng tiền không để anh về anh còn chuẩn bị chứ. Về mai lúc nào? Mai anh lên lấy được còn 5 triệu này chứ. À, ứng trước 5 triệu đúng không? Làm cho nó 10 triệu đi. Lúc nào làm xong thì giải anh em mà. Ừ. Không đến lúc không thì ứng làm 2 lần đi, em ứng nhiều quá một lần thì sợ em lại không chi tiêu được. À. Đúng không? Ừ. Bây giờ em chỉ cần 5 triệu trước để chi tiêu thôi, còn khi tiêu. Nào cần ứng thì em cứ bảo anh. Không, đến lúc giả tiền cong anh em thôi. Ừ. Vấn đề là bây giờ em ứng nhiều quá thì sau này em lại không có tiền đủ giả tiền cong anh em thì sao? Đúng rồi. Ừ. Cầm tiền trên tay thì lại bon quá. Làm phải giả đấy. Cầm tiền trên tay lại bon quá, đến lúc anh em về ăn Tết lại chả có nghìn nào cho anh em thì chết dở. Bây giờ trước mắt là lấy 5 triệu trước nhá. Ứng trước 5 triệu. Để anh về anh còn rút tiền lên. Xong là... Xong lúc nào anh em nghỉ Tết để giả tiền anh em ăn Tết này. Ừ. À, khi nào làm xong phần móng mà cần ứng thêm thì anh lại cho ứng thêm. Để anh em lấy tí tiền ăn Tết. Ừ. Ngoài ra thì trước mắt là cứ ứng như thế để chuẩn bị đồ. Chuẩn bị đồ đạc các thứ nữa. Và chuẩn bị anh em cũng phải họp hành anh em để chuẩn bị làm. Nói chung là nó cũng phức tạp đấy, nhiều vấn đề đấy. Mua đồ xong là thức ăn cho anh em chắc. Ok, bắt tay cái chốt 42 triệu. Okay. À, các bác nhá, vấn đề cái giá thì nó sẽ nhiều loại giá. Nên là anh em cứ chốt như thế thôi. Còn là làm đến đâu thì tính đến đấy. Phát sinh thêm cái gì thì anh em mình bổ sung thêm cái đấy. Còn ngoài ra thì anh em mình cứ chốt tạm thời là 42 triệu. Là cả hoàn thiện từ phần móng cho đến sau nhà. Trừ phần mái, cửa. Cái đấy phần của anh em không biết đâu anh. Còn cửa sổ thì trong lúc làm thì sẽ cân nhắc để xem là đặt ở vị trí nào cho hợp lý. Mình thứ nhất là cái cửa sổ này nó là mang tính chất là lấy ánh sáng từ ngoài vào nhà. Nên là mình cũng phải tính làm sao để cho nó phù hợp với cái ánh sáng ở trong nhà mình nữa. Và không cái lối đi lại nhiều ấy. Đấy, mình phải lấy ánh sáng vào cái chỗ đấy. Nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ. Đấy. Còn gì thắc mắc về cái này không? Em chụp ảnh thì hôm mai em vừa làm vừa ánh.
vừa làm vừa nghiên cứu. Cái phần móng thì nó sẽ đi theo như thế này nhé. Chiều thì sẽ cho vật liệu lên trước một số ít đã các bác ạ. Trước mắt thì bây giờ phải lên chỗ nhà em Hiệp để nhờ gia đình em lấy chỗ để xi. Còn bột đá với lại đá hộc thì đổ luôn ở chỗ nền đất bên kia. Đấy. Ô bác đang lên, bảo lên nhà bác một tí, nhờ bác một tí. Đi đâu về bác? Tiêm á bác? Ho à? Mấy hôm nay lạnh quá bác ạ. Cháu bảo là ra đây nhờ bác một tí, bảo là đang chuẩn bị tiến hành làm nhà cho Khánh thì để xi ở bên kia sợ mất đi. Cháu bảo xem bác có ấy cho cháu để nhờ, để lên này. Cháu thấy có, cháu phải mua bạt về che. Đây này, đây, đây để vào góc này nhỉ, tầm khoảng 4 tấn xi, để đây chắc không vướng gì đâu nhỉ bác nhỉ. Vâng, vâng, thế được rồi, để cháu để nhờ ở đây nhá. Sợ để bên kia sợ mất, xa quá. Cũng không làm gì được ấy, mình để gần nhà thế này thì đỡ nguy hiểm hơn. Vâng, thế cháu cảm ơn nhá. Cháu về đây bác ạ. Được rồi bác ạ. Vâng, vâng, làm luôn, làm móng trước. Nhà thì chắc chưa làm được đâu, giờ móng cao quá, đất đấy nó cũng hơi cao. Cháu về bác nhá. Vâng. Chiều là sẽ lấy xi và lấy bột, lấy đá lên một số ít trước. Làm đến đâu thì lên đấy các bác ạ. Không phải lấy lên nhiều quá thì mình không có chỗ để. Chiều thì cháu Tuyên sẽ phải đi mua bạt này. Đấy, bạt để giải và bạt để phủ xi này. Rất là nhiều việc để làm. Cho nên là thời gian này cũng sẽ khá là bận. Vẫn duy trì thức ăn cho các em ở bên kia nhé các bác nhé. Như bé Tính này và hai anh em nhé. Cháu Tuyến vẫn lo thức ăn cho các cháu. Còn bên này thì các bác cũng thấy đấy, cháu Tuyến thì lên kế hoạch để là như vậy. Làm thì nó cũng sẽ tiến hành vào tốc độ, nó sẽ có như vậy thôi. Chiều thì cháu Tuyến bây giờ về sắp xếp để chiều đổ cái bột đá sẽ nằm ở khu vực bên này. Đấy. Còn lại thì đá hộc là sẽ đổ vào đây. Đấy, đá hộc sẽ đổ luôn vào cái nền này. Anh em quay xe luôn ở đây. Đấy. Quay xe luôn đây, sau đó là mình đổ luôn cái đá hộc ở đây. Chiều thì cháu Tuyên sẽ nhờ chủ đất là xem cái ống nước này là của nhà nào. Mình di chuyển ống nước hoặc là đào sâu xuống, nó ngập hẳn xuống đất đi, đỡ phải xe cày vào nó hỏng hết đất. Đấy. Cảm ơn các cô, các bác, các chú nhá. Các bác góp ý thì cháu Tuyên rất là cảm ơn các bác. Và chuẩn bị tiến hành rồi. Nhà thì có lẽ là tiến hành như bao nhà khác thôi. Các bác cũng đã thấy cháu Tuyên lên kế hoạch cũng như là cùng với anh thợ xây là phác thảo cơ bản về cái căn nhà của bé Khánh. Các bác cũng đã được nhìn thấy rồi và cơ bản được hiểu là căn nhà nó tiến hành như thế nào rồi. Cảm ơn cô chú anh chị và rất hy vọng các bác anh chị và quý khán giả sẽ tiếp tục góp ý cho cháu Tuyên để mà là hoàn thiện cái căn nhà của bé Khánh. Chắc có lẽ là sẽ không kịp trước Tết rồi các bác ạ. Nhưng mà cứ làm thôi, làm đến đâu thì tính đến đấy, bởi vì mình làm nhà mà. Làm nhà mà không phải là cứ vội vàng đâu, thì nó cần phải có cái độ kết cấu vật liệu xi măng các thứ nó dính vào nhau nữa. Mình không thể nào quá vội vàng được. Khi mà đổ dầm thì mình cũng phải đợi dầm khô thì mới lại xây gạch được, chứ không thể đổ dầm xong vứa đang ướt là mình lại xếp gạch luôn, như thế thì nó không chắc. Các bác cô chú anh chị làm nhà thì các bác cũng đã biết là không thể nào mà vội vàng được. Còn phần móng nữa, khi mình làm xong thì mình sẽ phải đổ đất vào cho nó bằng, sau đó để đất nó lún hết đã, nó cứng đã, kết cấu nó dính vào nhau đã, sau đó thì mình mới bắt đầu tiến hành các bước tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị, quý khán giả rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.
Các bác hiện tại cháu Tuyên về một lô hàng mới là mật ong Bạc Hà. Cháu Tuyên vừa lấy được của bà con và rót lên được mấy chai như thế này. Ngoài ra thì cháu Tuyên để vào đây rất là nhiều này các bác này. Ở trong này đang lọc này. Và đây có mấy sách đi như thế này này. Rất là nhiều các bác nhé. Các bác mua mật ong về làm thuốc hay là về ngâm hoa đu đủ thì cháu Tuyên có sẵn ở đây các bác nhé. Đấy, có thể là các bác mua về các bác tự ngâm. Cái hoa đu đủ này thì được cháu Tuyên lựa chọn và phơi khô. Cái loại này đã làm sạch sẽ và các bác về chỉ việc đổ ra chai, đổ ra lọ khoảng một tháng là các bác uống được. Rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là ngăn ngừa các cái bệnh liên quan đến ung thư. Và cháu Tuyên hiện tại thì cũng đang phát triển một số món như là chẩm chéo này. Chẩm chéo thì tới này cháu Tuyên sẽ bán cho các bác thêm một sản phẩm nữa, đó là thịt khô gác bếp với các bác. Bao gồm là thịt lợn gác bếp, thịt trâu gác bếp. Các bác về thì các bác có thể chế biến theo sở thích món ăn của từng người. Các bác mua thì thịt trâu gác bếp hiện tại bây giờ cháu Tuyên đã có và cháu Tuyên sẽ có những cái thức phim mới nhất gửi cho các bác. Và các bác mua ủng hộ cho cháu Tuyên thì cháu Tuyên sẽ đóng và gửi cho các bác sớm nhất nhé. Hiện tại bây giờ thì nhà cháu Tuyên có mật ong và ngoài ra thì một sản phẩm rất là quen thuộc nữa. Đó là trà mật hồng sâm, một trong những cái sản phẩm được các bác, các cô, các chú tin dùng rất là nhiều. Đặc biệt là cô chú anh chị đã đi cùng với cháu Tuyên rất là lâu rồi. Và các cái sản phẩm như thế này thì cháu Tuyên cũng đã bán rất là nhiều và được các bác cô chú tin dùng, rồi là hiệu quả nó đem lại thì cực kỳ tốt các bác ạ. Đặc biệt là các bác nào cao tuổi thì các bác có thể mua về các bác sử dụng để cho giấc ngủ ngon cũng như là để tròn giấc. Đấy, mọi người đã mua và đã sử dụng thì để lại comment nhé, rất là tốt này các bác nhé. Vừa đào thải chất độc trong cơ thể cũng như là làm sạch cái lá gan của mình, nó rất là tốt cho cái việc bị mất ngủ. Ngoài ra thì cháu Tuyên có thêm nữa là măng khô. Măng khô đây là măng mầm đặc sản vùng cao nhé các bác ơi. Đây là măng mầm nhé. Có bác anh chị mua về ăn Tết thì các bác có thể sử dụng ngâm và chế biến theo món ăn tùy thích. Có thể hầm với xương, tùy thích theo ý của mình nhé. Đấy, những cái sản phẩm như thế này rất là nhiều. Cháu Tuyên tâm đắc nhất là về chè. Hiện tại bây giờ thì cái sản phẩm này có thể sử dụng cho các bác làm quà, biếu hoặc là các bác có thể mua về để phục vụ vào những ngày lễ Tết ấy, rất là tuyệt vời. Bởi vì bao bì cháu Tuyên đóng thì nhìn nó cũng rất là sang và đẹp nữa. Đó, các bác mua sản phẩm nào thì có thể liên hệ cho cháu Tuyên thông qua số điện thoại ở ngay bên dưới video nhé. Cháu Tuyên cảm ơn tất cả các bác anh chị và quý khán giả. Những đơn hàng của các bác, những sự ủng hộ của các bác tuy là nhỏ thôi nhưng mà nó là niềm động lực cũng như là sự ủng hộ của các bác đối với bản thân cháu cũng như là các em mồ côi ở trên vùng cao.